Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và bạn nào có theo dõi Yamaha Motor Việt Nam thì cũng sẽ biết một cái vấn đề, đó là Yamaha sẽ chính thức cho ra mắt một cái mẫu xe số hoàn toàn mới. Livestream lúc 19 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2022. Hôm nay là 13 rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Thì bạn nào mà có sự quan tâm về các dòng xe của Yamaha thì mình nghĩ cũng biết rằng cái mẫu xe nó sắp ra mắt đó là Yamaha Jupiter Fin 115. Giống như các bạn đang xem trên màn hình là tư liệu mình thấy lấy từ bên Thái Lan. Xe này thì khá là nhiều vấn đề để nói. Một trong những vấn đề các bạn quan tâm hàng đầu là phân khúc xe này nằm ở đâu. Nếu nó ra rồi nó có phải là chung cái mâm với Jupiter và Future hay không? Thì nếu mà chung mâm thì chắc chắn sẽ ngừng sản xuất Jupiter. Còn nếu như là nó một phân khúc, một con đường khác thì Jupiter và CRSFI vẫn sản xuất bình thường. Thì hiện tại chiếc xe này chưa xuất hiện ở Việt Nam mà tới 17 tháng 7 mới có. Các bạn đang xem này là chiếc xe bên Thái Lan và nó là cùng phân khúc với CRSFI, tức là CRSFI á. Thì nếu mà nó về Việt Nam á mà nó không có thay đổi gì hết thì nó sẽ nằm ở giữa CRSFI và ở giữa Jupiter FI, tức là nó nằm ở giữa Jupiter và CRSFI, là nó sẽ cạnh tranh với RX bình Honda chứ nó không phải thay thế Jupiter. Thì điều đó Jupiter có thể sẽ không ngừng sản xuất. Đó là suy đoán của mình nha, các bạn nghe kỹ nha, đây là suy đoán của mình khi nó về Việt Nam và cái chiến lược kinh doanh của hãng như thế nào nữa, chúng ta cùng phải đợi. Còn bạn nào thích Jupiter thì cứ mua Jupiter bây giờ đi. Bây giờ chiếc Fin cái hình dạng của nó chắc chắn sẽ như thế này rồi nè. Một cái trong những tính năng mà rất là nổi trội ở chiếc xe này bên Thái Lan đó là nó có cái thắng UBS. Cái phanh này là cái phanh liên hợp. Nói cách dễ hiểu giống như CBS bình Honda, tức là thắng sau rồi thắng trước nó cũng sẽ co nhẹ theo luôn. Cái điều thứ hai mấy bạn quan tâm, tại vì có nhiều bạn chuẩn bị mua xe nè, các bạn quan tâm đó là giá thành xe này bao nhiêu. Thì tất nhiên là mình chưa biết, chưa có ai biết hết, tại vì giá hãng chưa có livestream công bố mà. Và mình dự đoán thì nó sẽ nằm ngang với Jupiter, cũng có thể thấp hơn Jupiter một chút, cũng có thể cao hơn một chút, nhưng mà nó sẽ không quá cao tới cái mức độ bị đội giá lên 38, 39, 40 triệu đâu. Nó không có giá đề xuất nó sẽ không có bị tới cái mức đó đâu, tại vì ở bên Thái Lan nó cùng phân khúc với chiếc Sirius FI thì là nó sẽ nằm dưới cái khoảng là cả 30 gì đó, hơn 30 hoặc là dưới 30, nó sẽ nằm ở khoảng đó. Thì cái này là cái dự đoán của mình. Còn bạn muốn biết chính thức thì tới ngày 17 tháng 7 chúng ta cùng coi livestream. Nhưng mà các bạn yên tâm một điều là nó sẽ không quá cao, để cho các bạn không với tới được thì không có chuyện nó xảy ra đâu, yên tâm ha. Bởi vì cái bản thân của Quang đã thấy được cái giá nhập của xe này rồi, nhưng mà không có công bố cho mấy bạn được. Cái điều mà các bạn quan tâm thứ ba đó là chiếc xe này, ví dụ như trường hợp xảy ra nó thay thế cho Jupiter thì nó có đủ cái bản lĩnh để đứng trên thị trường của Việt Nam hay không khi mà đối thủ của nó là Future. Thì đầu tiên thì mình suy nghĩ, nếu như mà nó ginh biên chiếc bên Thái Lan về đây á thì chắc chắn thì nó sẽ khó có thể nào thay thế cho Jupiter được. Bởi vì các bạn nhìn là các bạn thấy phục thì phục thường là do chủ, chả có cái phục bình dầu gì hết. Cái phanh trước á, thì là phanh một bít tông, cái phân khối thì cũng 115, mức tiêu hao nhiên liệu từ bên Thái Lan là sắp xỉ 96 km một lít xăng, mà đi về Việt Nam còn có hơn 60 km một lít xăng, ngang ngửa với Jupiter và Sirius FI, mà tính năng nó lại còn mã lực nó còn thua chiếc Jupiter hiện tại nữa, thì làm sao mà nó có thể thay thế Jupiter được, trừ khi nào nó có sự cải tiến gì đó rất là vượt trội về cái con tại Việt Nam mình. Nhưng mà các bạn thấy cái cục đăng kiểm công bố rồi đó, cái mã lực nó khá nhỏ hơn rồi đó, phân khối cũng 115, chưa thấy có gì nó quá vượt bậc hết. Cho nên theo bản thân mình nghĩ thì nó sẽ tạm thời chưa có thay thế Jupiter đâu. Có nhiều bạn nói là ra chiếc xe này nữa thì các dòng xe số của bên Yamaha nó lộn xộn. Thật ra đâu có lộn xộn các bạn. Bây giờ nó chỉ có Sirius FI với Jupiter là các xe số cùng tự động. Nhưng mà bên Honda thì mấy bạn thấy rồi đó, chiếc Blade nè, chiếc YRX nè, Y Alpha nè, rồi Future nè, nó có tới 4 dòng lận. Thì bên Yamaha hiện tại có 3 dòng thôi, thì bây giờ nó bổ sung thêm một dòng thì nó đúng rồi, nó vào một cái trật tự của nó rồi. Nên các bạn đừng có lo là cái chuyện mình nó lộn xộn hay là nó bị tráo đổi các thứ tự vị trí vai vế. Dạ sao, cái chuyện đó chuyện hãng lo, chuyện đó thị trường lo, các bạn không cần phải lo. Các bạn chỉ cần quan tâm chiếc xe đó có phù hợp với các bạn hay không, có phù hợp về cái kiểu dáng, có thuận mắt nhìn thấy nó có đẹp hay không,
những tính năng mà nó mang lại trong cái tầm giá đó có ok hay không, và cái giá tiền đó nó có phù hợp với bản thân khả năng tài chính của mình hay không nữa. Đó, những điều chúng ta quan tâm như vậy thôi. Rồi điều thứ tư là các bạn hỏi là về các phiên bản cũng như là bản màu xe nó có khác biệt gì hay không. Thì như lúc nãy giờ mình nói, bản thân mình cũng có đâu có biết về cái chiếc xe nó như thế nào đâu, nhưng mà Quang biết được cái phiên bản và cái bản màu của nó rồi. Thì hiện tại là nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản tiêu chuẩn và một phiên bản đặc biệt. Thì ở phiên bản tiêu chuẩn nó sẽ có ba màu, nhớ không lầm đó là màu xanh, màu đỏ và màu đen xám. Còn ở phiên bản đặc biệt nó sẽ có 4 màu, màu bạc, màu xanh, xám, màu vàng. Ồ, nghe màu vàng hơi lạ nha. Rồi chúng ta cùng chờ đợi coi nó màu vàng nó như thế nào. Bạn cũng thắc mắc hả? Biết đâu nó vàng khè luôn hay là nó vàng đen. Mà vàng đen thì đăng kiểm nó sẽ ghi vàng đen, chứ lần này thấy nó ghi chưa vàng không à. Có lẽ là vàng hơi nhiều. Rồi cùng chờ đợi như thế nào ha. Và hai phiên bản này nó khác nhau cái gì thì hiện tại mình cũng đâu có biết đâu. Mình chưa biết nó khác nhau gì hết. Mình nghĩ nó sẽ không có phiên bản nào smart key đâu, khóa thông minh đó, nó sẽ không có đâu. Bởi vì chiếc Jupiter phân khúc cao hơn nó còn không có nữa, huống hồ chiếc này nó có là cái điều đó là vô lý ha. Cho nên hiện tại mình nghĩ nó chưa có cái smart key gì đó đâu, mà nó khác nhau có thể là do bánh cam hoặc cái bánh mâm gì đấy. Trong thời gian qua thì rất là nhiều anh nhiều chú đi kiếm chiếc phiên này ra đại lý kiếm. hỏi ở đâu mấy chú ghé đây, mấy chú kiếm, mấy chú coi ở đâu có rồi vậy. Mấy chú nó coi trên mạng, nó coi mấy cái kênh được, nó quay video quay quá trời luôn. Ôi giờ tưởng nó có ngoài cửa hàng rồi đi ra coi. Mấy anh cũng vậy nữa, mà tính ra là nhờ mấy cái kênh YouTube làm sàm sàm điên điên khùng khùng mà mình biết được mấy anh mấy chú quan tâm đến dòng xe này nhiều hơn là các chị nữ. Mặc dù cái kiểu dáng của nó đã trung tính hơn, tức là nam nữ gì chạy cũng được rồi, chứ nó không quá thể thao giống như Jupiter nữa. Và có nhiều chú nói là cái kiểu dáng của nó phù hợp với người đứng tuổi như chú nè, nên chú ra chú coi thử nó làm sao. chú không thích chiếc Jupiter hiện đại, nó thanh niên quá đó, chú nói vậy. Thì mình cũng có giải thích cho nhiều khách hàng là một chiếc xe không phải là chỉ những cái kênh YouTube như mình sàm sàm mình đăng lên là có đâu, mà Yamaha Moto nó phải live stream, nó phải họp báo, nó phải ra mắt, nó phải mướn kênh này kênh nọ, marketing quảng cáo khắp nơi hết. Trời ơi, nó phát cả tô lô phát tờ rồi nó làm đủ chuyện trên truyền thông hết. Thì lúc đó chiếc xe nó mới xuất hiện ở đại lý, nó quảng cáo trên TV rồi này nọ các thứ nữa, chứ không phải là chỉ 2-3 kênh YouTube nó quay một cái là có xe đâu. Từ từ chúng ta, cái buổi sớm nhất chúng ta sẽ có thông tin của xe, đó là lúc 19 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2022, tức là bữa Chủ nhật á. Bởi giờ Quang biết là xe nó sẽ về vào giai đoạn là giữa đến cuối tháng, nhưng mà mình không có nghĩ là nó sẽ làm một buổi lễ ra mắt hơi trễ như vậy, tới ngày 17 tháng 7 nó mới làm. Nên mình nghĩ là nó sẽ làm trước ngày 15 không à, mình đoán vậy á. Tại vì lịch giao xe là nó sẽ giao vào giai đoạn 2, tức là giai đoạn 16, 17 tay cho đến là 31 tay ha, là nó sẽ có xe. Mình không ngờ làm buổi lễ ra mắt như vậy. Mình nghĩ một điều là do cái phần những lần ra mắt xe trước á, tức là Yamaha thường là một cái lễ ra mắt, sau đó ở cửa hàng không có xe mà phải đợi cả tuần gì đó xe mới bắt đầu về các đại lý. Thì mình nghĩ Yamaha không muốn tạo một cái cơn sốt ảo như vậy nữa, mà sẽ làm buổi lễ ra mắt rồi cùng lúc đó là 2-3 ngày sau xe sẽ về, cũng có thể là xe sẽ về sau một ngày đó luôn ha. Và khi nào cái lịch nhận hàng ngày mấy phiên bản màu nào về đại lý bên mình, thì trong cái bữa mà live stream ra mắt Yamaha Moto Việt Nam á, thì Quang sẽ công khai đến mọi người cũng như là một cái giá bán để cho các bạn có thể đặt cọc tại đại lý ha. Đầu tiên là công khai cái màu nào về ngày mấy trước đi ha, giá bán chắc cũng phải đợi thị trường nữa. Rồi ha, đến đây thì video mình cũng xin kết thúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bạn nghĩ gì về dòng xe này?